À Tiêu, mày sao rồi? Đỡ chưa? Đau. Thần chết, thì ra là mày. Phù Thủy, bà tìm tao có việc gì? Có phải mày đã giúp Naka phá hỏng chuyện của tao không? Ác giả ác báo, bà có định hại người đến bao giờ nữa? Thì ra đúng là mày. Mày dám chống lại tao thì mày sẽ phải chết. Sức mạnh của Naka sao? Sao ngươi lại có sức mạnh của nó cha? Chết. Ta nói cho ngươi biết, chống lại ta sẽ có kết cục không tốt đâu. Did you just hear that? Em phải mất hết sức mạnh rồi à? Vâng, bây giờ em là người bình thường mà. Ừ, làm người bình thường cũng được. Chứ mày mà là cha, tao với đồ đậu xuống nghỉ bị bắt cóc tồi. Ờ, đúng rồi đấy. À, mà nhiều khi bị bắt cóc cũng vui phết anh ạ. Ờ, ôi chết. Chứ bây giờ mày là người bình thường thì mua phu gì đến, ai bảo vệ tao với đồ đậu đấy? Ờ, đúng rồi. Ờ, anh tự mà thoát ra chứ còn gì nữa. Bây giờ em là người thường rồi, em không dùng sức mạnh để cứu anh được nữa đâu. À, bây giờ thế này nhá. Tao tìm sức mạnh cho mày. Rồi mày cho tao dùng, tao sẽ là trung trà. Không biết tao có hành xử như thế nào. À, em biết, em biết. Sao? Anh sẽ thành Lưu Ma Vương. Sức mạnh đâu phải có là sẽ dùng được đâu. Phải tu luyện khổ công thì mới dùng được đấy. Khoai nhở? Ngô nhở? Ngô cái đầu mày. Chúng mày đi về, để tao đi ngủ. Đi, ra đi. Một ngày, em sẽ sống một cuộc sống bình thường. Em tớ đi về đây. Em đi về đây. Dám chống lại ta à? À, ra ra. Không ngờ mày cũng có ngày hôm nay. Bà đã có được sức mạnh của tôi rồi. Bà không muốn gì nữa? Muốn gì à? Ta muốn mạng của mày. Hả? Ra. Mẹ cũng có kết cục như nó thôi. Thần chết ơi, thần chết. Sức mạnh của thần chết có thể chống lại tao sao?
mày chỉ là con nhãi ranh thôi. Với sức mạnh của mày bây giờ, mày nghĩ mày có thể bảo vệ được anh trai với bạn bè của mày sao? Tao sẽ tiêu diệt hết chúng mày. Tôi nhất định sẽ không để bà lộng hành nữa đâu. Với khả năng của mày sao? Thế thôi sao? Mày chỉ là đồ vô dụng. Người muốn qua cửa ải của ta phải đánh thắng ta. Người ở quán cố à? Cố có đi quán này lửa như ngươi thì chắc chắn ta không dùng tay nữa. Đúng là thế đi quá yếu ớt mà. Sao phải là kem ngũ sắc, mà là thẻ bài với ngũ chứ. Tà Tiêu, em tìm được kem ngũ sắc chưa? Anh Trung, mọi người. Kem ngũ sắc đâu? Không phải là kem ngũ sắc, mà là thẻ bài mối. Thẻ bài với mối, nó giúp được gì cho chúng ta? Đúng rồi đấy là Tiêu ạ. Nhưng Thái Hạ đâu có bây giờ nguy kịch lắm rồi. Khi chúng ta sử dụng thẻ bài với mối, nó sẽ hiện ra cho chúng ta bản đồ như tiếp theo. Nhiệm vụ chúng ta là phải ghi nhớ. Ghi nhớ? Không ghi nhớ làm sao được nhỉ? Đúng rồi, anh em nhà từ trí nhớ có tốt đâu. Một cậu bảo nhớ. Nếu mà không nhớ được thì chúng ta không thể trả lại mà. Thế này để anh. Anh thôi, để anh. Anh cho biết được không đấy. Thôi đúng rồi, nó là cái tài năng của anh rồi. Lúc nào cũng chuẩn bị tài liệu luôn. Thôi, xong rồi, à? Anh đến đấy từ bao giờ đấy? Mãi sự như lúc nào có giấy. Anh kiểu mất thì kia thì đẹp sao mà đẹp được. Chụp thuế hơn đi nhờ mày, nhìn này. Anh vẽ gì? Ừ, đưa em xem nào. Sao? Anh vẽ đẹp không? Anh vẽ đẹp quá, không ai nhìn ra luôn á. Anh vẽ như là run bò vậy. Anh ơi, thôi anh vẽ lại đi, nhưng anh không có thể bán hết tác dụng bây giờ đấy. Anh không ơi, anh cứ bút tranh phun vẽ đi, không hết thời gian bây giờ. Hết được. Để xem cái tài gọi vạ và chung chơi đến đâu nhỉ?
Trời ơi. Anh Trung, vẽ thế này mới gọi là vẽ chứ. Trên bên kia là vẽ run. Dù vẽ đẹp thế, lá môn nhanh cầu. Thế thôi, chúng ta đi thôi. Đi. Mà Kiều ơi, hả? Thế bây giờ chúng ta phải làm gì đầu tiên? Chúng ta cứ tìm đường đến hang động chưa cái. Hang động chưa cái cái công ty. Lại chuyên ra xem bản đồ đấy không? Đi hướng này. Nè. Hướng này à? Nè đi. Đây rồi. Hang động chữ cái này. Lại lần đầu tiên cái hang động kỳ dị như thế này. Em cũng thế. Là bà hả? Phải đi. Lại. Hà Tiêu ơi, ui chưa có gì này. Nè, anh Phương ơi, anh đúng một đầu tinh tinh đấy. Anh biết rồi. Mềm thế. Tí hẹo. Hà Tiêu ơi, như thế này là thế nào đấy? Anh Công. Dạy, khi nó dạy đi tán tỉnh vậy. Anh Công. Nhưng có gì ạ? Không, ta không chối được vào không làm sao nhỉ? Lạ thì... Cao. Cái chuyện. Bên kia kìa. Ủa. Chạy. Hả? Anh người sợ cái gì đấy? Anh Công ơi. Anh Công ơi. Anh Công ơi. Trốn với em rồi vui. Trốn ra mà trốn. Em ra đây là không để muốn đánh mẹ tao đấy. Thôi, bắt tay cả. Tao ý tưởng lớn gặp nhau. Không, không chắc ai để đánh nghe. Tao đi cùng ý tưởng à? Ôi, sẽ bắt tay ý tưởng. Thì anh em mình đứng đợi để đánh nghe. Đúng rồi, đứng đợi để nghe nó. Không phải Nhi ơi, vẫn tình hình này, không ăn thua rồi. Không mình tìm chỗ khác. Hai đứa kia không để cho anh lên đánh đi thôi, đi ra cho tiền rồi về ít thôi. Thôi, các anh không phải là vợ. Các anh đã không đánh con vợ đấy. Thì bây giờ nhiệm vụ của các anh ấy là phải ô chữ gì kìa. Đúng rồi, mình qua phòng tiếp theo. Anh Công, tử quan nghệ, anh giải. Anh ấy chỉ giỏi môn vật lý thôi. Thế còn môn chữ cái học đấy anh không biết được. Anh Kim Chuối. Em thì giỏi môn môn lịch sử thôi. Còn những cái môn văn học này em lại mới chỉ. Tức thế nào rồi, chán gạch rồi đấy. Cái gì cũng nhấn tay bọn em rồi. Xấu hổ chưa? Xấu hổ gì? Em quen rồi. Anh nói xấu hổ cái gì biết. Một người ơi, em nghĩ như này nhá. Lúc nãy là do anh Công với cả anh Trung ấn sai thứ tự của bản chữ cái nên là không mở được. Bây giờ chúng ta chia nhau ra và ấn đúng thứ tự của bản chữ cái thì may ra mở được ấy. Thì chia nhau đây. Thế anh cũng chia nhau đây đi. Chưa ai được. Này, anh tìm một chiếc bê này. Đúng rồi người ơi, em tìm được chiếc xe rồi này. Nhi, con tìm được chiếc xe rồi à? Đến chiếc xe rồi người ơi. Mọi
Cái cậu bé đấy tìm ra được không? Ừ. Mọi người ơi, mời bé, em đi trước cho. Trước. Cậu đi trước xem như thế nào? Cẩn thận nhá, cứ cẩn thận ở đây. Cẩn đấy. Mọi người ơi, không sao đâu, mọi người đi qua đi. Mọi người ơi. Mọi người, tốt rồi rồi. Dung đang nóng như thế, thì làm sao đi qua được? Đúng rồi, mọi người đợi em một chút, để em suy nghĩ. Điều ơi, nghe em đi. Hạ Long Quân không còn nhiều thời gian đâu. Ừ, tình nghĩ ra rồi. Thưa bà Lan. Mọi người ơi, nhanh đi qua đi, không bỏ nó tan hết bây giờ. Đúng rồi. Đi. Mọi người, đi cẩn thận đấy. Cẩn thận Dung Nhan nhá. Em chỉ sợ chơi rồi. Ôi, cẩn thận. Nói sợ, cẩn thận, cẩn thận. Thật Tiêu ơi, bây giờ bọn mình phải đi đường nào bây giờ? Bên trái hay bên phải? Đường nào bây giờ? À, anh không, anh cứ bảo đồ cho em mượn. Đấy. Ôi anh Công, sao bà đồ mất góc thế này? Đúng rồi. Ủa. Này, Công ơi, sao anh đòi quá, anh ấy mất một góc bà đồ ạ? Không, hình như đi vào Dung Nhan, cháy mất góc. Bà Siêu ơi, bây giờ bản đồ rách mất một góc như thế này rồi, bọn mình mới đi đường nào bây giờ? Bản đồ rách rồi. Nhưng mà tớ vẫn còn thẻ chỉ dẫn được không? Thẻ chỉ dẫn được. Mọi người ơi, cháu biết phải tan rồi, chứng tỏ đấy là được. Đi thôi, đi thôi. Ơ, mọi người ơi, em muốn sang này. Ủa. Ơ, thằng Tiêu, vậy chúng ta muốn lấy về thôi. Ừ. Vậy là Hạ nó còn được cứu rồi. Để em lấy. Nhìn nhìn, cậu sang bên kia, để cùng anh cô mấy cả anh chung. Rồi. Em đi trước này, cậu đi cẩn thận đấy. Ê, đi đâu này chứ? Đi ra đấy cơ. Hạ Lão Quân em xin phải một cái nào rồi. Con đã về rồi à? Thái Hạ Lão Quân, kìa cũng sắp đây. Ngài cử chị Tiêu Nhi. Na Cha, cảm ơn con. Nếu như hôm nay không có con thì có lẽ bạn không qua khỏi rồi. Thái Hạ ơi, thực ra thì không phải mình con lấy được kem cũng sắp đâu, mà còn cả anh Trung, anh Công và cả Nhi Nhi nữa. Vậy à? Như thế thì con hãy cho ta gửi lời ơn mọi người nhé. À, dạ vâng ạ, không có gì đâu. Thôi, Thái Hạ đi nghỉ ngơi đi, con đi về đây. Bye bye. Về cẩn thận nhá. Người là ai? Tại sao lại giả giọng ta? Ta là Na Cha. Còn ngươi là ai? Tại sao lại giả giọng ta? Đồ lão, ta mới là Na Cha. Người đồ lão, ta mới là Na Cha. Người đồ lão, ta mới là Na Cha. Ta, là ta, là ta. Người đồ lão. Mày đâu rồi? Hà Tiêu ơi! Mày đi đâu rồi nhỉ? Anh ơi! Hả? Hay là Hà Tiêu đi ăn mạch cái gì một mình rồi? Đúng vậy! Sao thế? Mày này! Mày này! Cho nó một trận! Hà Tiêu ơi! Hà Tiêu! Hà Tiêu ơi! Mày đâu rồi? Ủa? Hà Tiêu! Mày làm sao ấy? Hà Tiêu! Anh Trung! Mày làm sao không? Em không sao. Mà
mày đi đâu mà ngang cắm đầu ông đây vậy? Mà nên mạnh đúng không? Không có. Đưa xem mồm nào. Không có mà. Mày cũng biết chửi mép đấy. Anh Chu, đồ đậu. Khi nãy em đi ngoài đường, anh gặp một người giống hệt em. Cái gì? Giống hệt mày luôn. Đúng rồi. Mà xấu như mày, xã hội nó đầy. Anh ơi, xinh như em mới hiếm đúng không anh? Yeah. Không phải. Đằng này là giống lắm luôn ấy. Giống y như mày luôn. Thế nó còn ngoài mũi như mày không? Có. Giống em như đúc luôn. Nó có thể biến thành Na Cha nữa. Thế á? Nó ở đâu? Dẫn tôi đi. Nó xem mặt mũi như thế nào. Đi. Đi. Nó đâu? Dạ. Thế nào? Dạ. Anh Trung. Nó kìa. Thủ. Hà Tiêu. Hà Tiêu. Mọi người thấy giống chưa? Hả? Anh Trung, đợi đâu, đừng tin nó là giả đấy. Không phải, em là thật mà, nó nói láo. Không phải, nó mới là người nói láo, em mới là thật. Đậu đậu, ai là thật, ai là giả? Em cũng chẳng biết nữa, nhìn giống nhau quá. Không phải, hai người đừng để nó lừa. Đậu đậu, mày coi nó. Mày đi cái này nhá. Anh cẩn thận đấy nhá. Ừ, là mày nữa. Sống thật đấy. Này, bình thường mày hay làm gì? Bình thường em có làm gì đâu. Hà Tiêu, một ngày cậu tắm mấy lần? Sao cậu lại hỏi là một ngày tắm mấy lần? Cậu phải hỏi là mấy ngày tắm một lần. Thế mấy ngày cậu mới tắm một lần? Ba ngày tắm mới tắm một lần. Đúng là Hà Tiêu rồi. Đúng là Hà Tiêu rồi. Này, mày thấy anh đẹp trai không? Không, anh là người xấu nhất thế giới. Anh Trung ơi, em cũng không phân biệt được đâu. Cậu đọc ơi, cậu là bạn thân của tớ. Cậu phải tin tớ, tớ là thật. Anh Trung, anh là anh trai của em. Anh phải tin em là thật. Tin thế nào được? Đâu đâu, mày ra đây. Con này, mày đứng đây này. Con này kia nữa, đứng đây này. Nhanh. Nào, con mày về đây. Bây giờ kia ta hỏi là chúng mày trả lời nhá. Vâng. Bây giờ đứa nào đi vệ sinh mà quên không xả nước? Anh. Đúng rồi. Hóa ra là anh à? Em cứ tưởng Hà Tiêu cơ. Được vậy, nói tí mà bọn nó trả lời giống nhau quá. À bây giờ nhá, ta đối với mày một câu toán học. Nếu mà sai đập vào con Hà Tiêu. Ba có bảy mấy? 11, 21. Ngủ như nhau. Không biết đứa nào thật đứa nào giả. Em là thật, em là thật, anh phải tin em. Thôi, mày đừng nghĩ đấy để tao nghĩ cách. Giời. Có cách rồi. Yêu quái. Mày không phải sợ. Bọn nó đến đây để giúp mình đấy. Để phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Hai anh kia. Đây đây. Nó gọi mày với tao kìa. Na Cha thì tao không lại đâu. Còn hai Na Cha kìa. Mày lại đây. Tao không đánh chúng mày đâu. Lại đây, nhanh lên. Nếu là không đánh đấy nhá, bọn tao mới ra đấy. Nhanh cái chân lên. Chúng mày gọi tao có việc gì? Mày nhìn xem, đâu là thật, đâu là giả. Đợi tao nghĩ á. Mũi tao to. Để tao ngửi xem, đâu là thật, đâu là giả. Chuẩn, lên. Thế nào rồi? Chưa phân biệt được. Đợi tí, để tao sang kia phát. Nhanh lên, phân biệt được, tao thử. Được. Thế nào, đứa thật, đứa giả? Chịu, khó phân biệt lắm. Thôi, vụ này tao chịu. Thôi mày, chuẩn rồi. Đi, đứng lại. Nè, gọi ngay mụ phù thủy xuống cho tao. Được. Không gọi thật hả mày? Ừ, chả gọi đánh chết. Thôi gọi đi. Chủ nhân, chủ nhân.
Chúng mày gọi tao xuống đây có việc gì? Chú Nhân phân biệt bọn em với Na Cha. Đúng rồi đấy, vụ phân biệt họ ta đâu là thật, đâu là... Đâu rồi? Chú Nhân đâu rồi? Thôi đi đi em, bọn ta cũng đi đây. Ơ này, làm thế nào bây giờ? Biết phân biệt nào bây giờ anh? Anh ơi, em mới là thật này. Không phải, tao mới là thật, mày là giả. Thôi, hãy đứng im đi, tao nghĩ cách. Trời. Này, chân mày thối à? Đâu, chân em có bao giờ thối đâu. Mày có cách rồi. Nhắc kia lên nè. Tôi sợ. Ôi, thối thế. Đứng chân lên. Mày, mày là em gái tao. Không phải, em mới là em gái của anh mà. Ngươi yên đi. Không có ai trên đời này có chân thối như của em gái ta. Nha. Các người anh, để em cho nó một bài học. Thôi, mày tránh ra, để tao. À, mày múa với tao à? Tao bị múa đấy. Thôi, mình đi về đi. Ừ, đi về đi. À, anh chỉ em có bảo con tiêu. Tôi quay lại gọi mày. Không mày. Đi ra đi. Đi ra đi.